Bạn nhìn xem, một người đàn ông đang sửa anten trên mái nhà. Bỗng nhiên, trời ơi, nhìn thấy cột anten sắp bị gãy. Những người đi đường xung quanh liền chạy đến xem. Bỗng có một bóng dáng màu đỏ nhanh như chớp chạy đến. Khi người đàn ông rơi xuống thì nó nhảy vọt đến cứu được ông ta. Mấy ngày trước, một bầy chó hoang đang chơi đùa, đám chó con đang chơi trốn tìm thì bỗng chiếc cửa sắt bị mở lên. Có hai người cảnh sát đi vào lần lượt mang đàn chó đi. Khi chú chó đỏ chui ra thì nhìn thấy các bạn mình đều đã bị đem đi hết. Cánh cửa cuốn bắt đầu đóng lại, nó liền chạy nhanh theo. Nhưng nó vẫn bị nhốt ở bên trong, mất đi đám bạn khiến nó cảm thấy vô cùng sợ hãi và bất lực. Sau một hồi lần mò, nó cũng ra được bên ngoài, đối diện với con đường xe cộ tấp nập khiến nó suýt nữa bị mất mạng. Nó đến công viên, một bầy bồ câu bay qua trước mặt khiến nó cảm thấy hứng thú. Nó học cách mổ thức ăn như chim bồ câu và cắn được một miếng bánh. Nhưng lại bị con chim bồ câu bên cạnh cướp mất khiến nó cảm thấy rất tức giận. Tao đã ăn không được thì chúng mày cũng đừng hòng mà ăn. Ông Britwell từ từ bế nó lên và từ đây cuộc đời nó sẽ có sự thay đổi lớn. Emily muốn nuôi một con chó nên đã đến lều cứu hộ động vật của ông Britwell. Nhìn thấy chú chó đỏ độc nhất vô nhị này, Emily rất vui. Nhưng chú của cô bé là Casey lại thẳng thừng từ chối. Không ngờ về nhà, Emily mở ba lô ra thì thấy chú chó đỏ nhảy ra. Emily liền đặt tên một cái tên rất hay cho nó là Clifford. Lúc này ở bên ngoài ngôi nhà, ông lão Britwell lại xuất hiện. Emily cũng ôm Clifford trong lòng rồi ngủ. Ngày hôm sau, Emily từ từ mở mắt ra. Trời ạ, Clifford trong vòng một đêm đã to hơn gấp cả chục lần. Emily vội vàng trốn vào góc nhà, cô bé ngỡ rằng mình đang nằm mơ nên thử cấu mạnh vào tay mình. Nhưng Clifford lại vô cùng hưng phấn, nó hớn hở nhảy đi nhảy lại. Clifford ngậm lấy chiếc gối muốn cùng chơi với Emily. Ngay sau đó, xẹt một tiếng, cả căn phòng lông vũ bay lả tả. Emily vội vàng chạy ra ngoài đi tìm chú Casey giúp. Casey nói sao có thể có con chó nào to đến thế chứ. Nhưng ngay sau đó, Clifford còn coi Casey là món đồ chơi cứ ném qua ném lại. Casey mệt đến mức thẫn thờ ra ghế sofa ngồi. Nhưng ngay lập tức, cứ tiếp tục như vậy cả căn nhà sẽ bị Clifford phá cho tan tành. Thế là Casey quyết định dẫn Clifford đi bệnh viện thú cưng kiểm tra. Khi hai chú cháu đang dắt nó vào xe tải, nhưng vừa mới vào thì ở gần đó có thứ gây hứng thú, Clifford lập tức phóng đi, giống như một đứa bé to xác. Cho đến khi quả cầu hơi bị cắn rách, người ở bên trong mới từ từ bò ra ngoài. Clifford chạy đến gốc cây gần đó xả một trận sảng khoái. Sự xuất hiện của chú chó khổng lồ không những không khiến mọi người hoảng loạn mà họ còn vây lại xung quanh xem. Rất nhanh tấm ảnh về Clifford đã xuất hiện trên mạng và đã được giác chủ công ty công nghệ sinh học Ligro nhìn thấy. Tên này là một kẻ cuồng nghiên cứu gen sinh vật, còn nghiên cứu được ra loài dê hai đầu. Thế là giác quyết định bằng mọi giá giành được Clifford về chỗ mình. Còn về phía Clifford đến bệnh viện thú cưng khiến người nào nhìn thấy cũng sửng sốt. Bác sĩ thú y bắt đầu kiểm tra cho nó. Khi dùng ống nghe kiểm tra nhịp tim cho Clifford, tiếng tim đập thình thịch như vậy chứng minh nó là một con chó khỏe mạnh. Hai chú cháu đành dẫn Clifford về nhà. Trên đường, Clifford nghe có tiếng người kêu cứu liền chạy qua. Trong giây phút người đàn ông kia rơi xuống thì Clifford chạy đến bắt được. Emily